Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi thơ mò này. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu đỏ. Mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Thế là mình sẽ dùng màu vàng. Thế là mình sẽ dùng màu tím.
Vậy là mình đã làm màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu xanh da trời. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu đỏ. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu vàng.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.